quyền Bắc Kinh hiện đang nỗ lực nhằm giới hạn việc của các công ty nội địa đem tiền đi đầu tư ở ngoại quốc vào các lĩnh vực như là điều ốc, thể thao, giải trí, cũng như là các ngành khác. Tiếp theo, hàng loạt các vụ đầu tư trị giá nhiều tỷ đô la của các công ty Trung Quốc ở Mỹ, cũng như Âu Châu vào thời gian gần đây. Một văn kiện do Hội đồng Bộ trưởng Trung Quốc đưa ra là hành động mới nhất nhằm giới hạn việc mua các công ty ngoại quốc, cho thấy sự lo ngại là các công ty liên hệ có thể bị mắc nợ quá nhiều. Văn kiện nêu trên ra lệnh giới hạn đầu tư ở ngoại quốc vào các lĩnh vực như là khách sạn, rạp chiếu bóng, giải trí, điện ốc và thể thao. Đồng thời chính quyền Trung Quốc cũng cấm hoàn toàn không được đầu tư vào kinh nghiệm bài bạc hay tín dụng. Thay vào đó, chính quyền Trung Quốc khuyến khích công ty nội địa đầu tư vào những dự án bến cảng và đường xá, hạ tầng cơ sở ở núi Trung Quốc với các quốc gia khác ở Á Châu cũng như là ở Đông Âu.